Hello mọi người, nói chung cả hai đội 1 và 2 cũng đã làm được chè xong rồi nhé, đã cũng chín rồi, đã chín rồi, cũng đã chín rồi nha mọi người, nhưng mà phải bày ra cho ban giám khảo chấm điểm để xem đội nào nấu ngon hơn, làm chè ngon hơn là chiến thắng nhé. Theo dõi nhé. Bên đội 1 cũng đã làm xong rồi, cũng đã chín rồi, chuẩn bị bày ra cho ban giám khảo chấm điểm thôi. Bên đội 2 cũng đã bày ra thêm dĩa rồi, mọi người thấy có hấp dẫn không ạ? Nếu thấy hấp dẫn thì hãy like một like nhá. Hãy like và hãy share like nha. Hãy share và ủng hộ. Và cũng ủng hộ chị vừa với con vừa làm ẩm thực nha mọi người. Nhớ à các vừa làm cái ngồi nhớ đọc bài cũng. Để tí nữa lên nhé. Đọc lại đi nhớ. Một cái màu ạ. Cái bột đây hồi nãy để bên kia. Sợ bên đó. Đây nhiều không được hồi nãy nhỉ. Cái bột gì á? Ủa bỏ vào đây mà. Chạy cái tên chạy ra của tôi nè. Bỏ vào đây á. Chạy chị. Chạy em đi nè. Có thêm lai dưới. Chạy bơ nè. Đi bơ 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 Dạ. Gặp lại tập lên tôi ăn không? Ta ra tôi ta bốc lục bông này. Ngay cái tầng, ngay cái tầng. Lấy cho con nè. Cho cái tầng. Đi hát mà đó. Một dọc bên đập lên kìa. Những cái gì? Eo vậy này. Đập bên không có đê được không anh nè. Lắm, có đê ra nè. Đập mòn ra nè. Đập lên đập lên cái nhé. Em có sao vậy? Em đập lên đập lên. Lô lô đây nè. Nói đưa mà đấy. Rồi sao thấy nó ăn với mẹ. Bên đây lên bên kinh ba nè, đi bên kinh ba vậy à? Đi mua đi lắm anh em, đi mua đi lắm, ta bắt đi này, bắt đi mua khoản này cả, rồi chờ ta nè, thôi, đi 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 mà bên chúng con đang thôi nha, mình về nó nó đen nó nhở, mình dạ đấy mọi người đã xong xuôi hết rồi, bên đây là đội 1, đội 1 đây. Đây là đường 2 nhé, cũng đủ 3 dĩa rồi. Thank you.
chung là thôi sợ nó chìm cái kia hai đội đang chờ ban giám khảo chấm điểm nhưng mà chưa có ban giám khảo hai đội đang chờ ban giám khảo chấm điểm nhá đã bày ra trên bàn rồi nhưng mà chưa có ban giám khảo đến Đây, ban giám khảo đây. Thang điểm 10. Thứ hai là đồ ngọt, thang điểm 10. Thứ ba là vị thơm, thang điểm 10. Và thứ tư là cuối cùng là ngon, thang điểm 10. Còn số lượng tham gia thì nếu bên ta vi phạm bên ta tham gia đầy đủ, thang điểm 10 ha. À, đây là một thang điểm 10 ha. Tí tổ trưởng điểm dây phải số lượng của mình này. Không biết tổ nào hết, chỉ có mình biết thôi. Không đâu. Có hợp tôi là rất nhiều hơn. Nên là hôm nay đang đơn điểm đi sang về này, đơn điểm sang về mà nó lơ mà ta kia em rồi. Bạn nhà đấy nào? Không phải là cha tôi được qua đó. Và nhắc lâu người lắm. Nè, ăn ăn tô rồi đâu hết, ăn tô rồi đâu hết này. Bố làm ra. Em có tới chính cây lên nhé. Này là hệ tổ 1, là hệ tổ 2. Chân mẹ là phản tội mà. Đây là cái dài lắm. Bỏ pha. Đây tổ 2 này. Tổ 2, tổ 1, tổ 2 này. Tổ 1 này. Tổ 1 này. Tổ 1 này. Nhưng mà nó mẹ nặng lời. Nên là tổ 1, tổ 2 hay là tổ 2. Tổ 2. Đây con lên con chậm anh em ha. Bây giờ mình cũng ăn thử nha mọi người. Ông này là người ngoài mà có thể ăn thử hả? Nhưng mà tôi không đánh giá. Mình sẽ ngửi thêm thử nhé. Ăn ít là không đủ, nó không đủ nhận xét đâu. Bơm máy là. Bơm luôn nữa hả nè.
Hai đứa rất là hồi hộp và xem khả năng chấm điểm. Và xem khả năng chấm điểm. Khó lắm mọi người. Bạn giám khảo cứ ăn đi ăn lại đến no là đi về, không cần tránh chấm điểm. Vì khán giả rất là khó chấm nên đã đưa cho bé để mà xem. Em đang hiểm này. Cái nào đẹp? À, cái đó. Tờ hai đẹp. Trang trí 10. Rồi, bây giờ thử ăn đi. Ừ. Thiếp, ôn cũng được, nhỏ được. Không biết hả? Bông đâu mà mày thiếp cũng được. Cái này đi, cái này nhỏ. Đây. Để em nhai được chứ. Tóc nét này. Mà cái nào nhỏ nha con. Nét nét mình này kìa. Mình không có răng mà sao nhai được. Trang trị này. Trang trị là nào? Trang trị là nào? 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 Các bạn bơi dập ạ. Đấy, ngon là thổ. Các bơi dập. Này đó. Đây là thơm. Cái nào ngọt thơm? Cái nào thơm? Không biết được. Thôi bây giờ bơi dập. Thơm mới ngọt đâu. Thơm thì không có. Cái này thơm mùi chua. À, rồi con ra con ăn xíu nhá. Ăn xíu rồi xem cái nào ngon nhá. Đây rồi. Nói là bên này ngon hơn. Được chưa? Bây giờ phải làm sao? Cũng bằng lại cái em rồi. Bây giờ nếu mà theo nhận xét của em là bên này nó ngon nhưng mà trang trí nó không đẹp. Và bên này là trang trí đẹp nhưng mà cái quả nó hơi cứng một xíu. Được rồi, cái quả nó đẹp. Nhưng mà hai cái này đều ngon đâu em. Nếu mà bên tiêu 10 thì bên này cũng phải 9,8 điểm. Nếu mà mình bỏ cái quả này mà cái mình đổ độ nhuyễn của nó thứ nhất này, thứ hai là mình bỏ ít muối, mình bỏ ít tiêu vô nó sẽ ngọt và nó rất ngon, nó thơm nữa. Bên này cũng vậy, bên này nó chín nhưng mà nó không có vị, bên này không có vị, nó chín mềm nhưng mà nó không có vị, bên này thì nó chín, nó không có vị,
mà nó hơi cứng một xíu bên này đấy. Hả? Độ chát tí, độ ngọt, độ thơm, độ ngon. Tập 1 Tập 2 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 Tập Bên tổ 1 có hồi hộp không? Để muốn biết kết quả như thế nào không? Không hồi hộp. Có hồi hộp không? Hồi hộp. Nếu mình thắng thì là như thế nào? Mình thắng thì vui. Nếu thua thì sao? Bình thường. Thắng thì bình thường. Thắng thắng thua không quan trọng. Nhìn bên tổ 2 này. Nếu mình thắng cảm giác như thế nào? Như tổ 1 nói thôi. Còn nếu mình thua? Bình thường. À, bình thường. Rồi. Nó kể là có không như tay là sao là tất cả các em. Là thôi các em biết được các em. Và là để cho này những điều gì. Làm ta hay là như thế này. Và cái này như ta sẽ nhờ. Cái mặt các bạn ghê như thế nữa. Nên như thế giờ là có 2 điểm nhất. Tổ 1 là nhất đăng. Tổ 2 là nhất đăng tí. Còn tổng điểm cuối cùng là tổ 2, tổ 1 thắng. Tổ 1 thì sĩ số đông. Với lại cặp điểm này được điểm đỏ. Tổ 2 80 điểm.
87, còn thứ hai là 86. Đấy là chiến thắng về đông người nha. Đây là chiến thắng nên giờ cả nhiều mồ cộng đồng tôi lên đấy kính vui đi đấy. Và bây giờ ban giám khảo đã chấm xong cả hai đội làm xong cái ẩm thực làm chè. Đây một số tổ cộng, đây là tổ tổ một, đây là tổ hai. Còn 1 là 87, còn 2 là 86. Đây, hai đội đều tranh thủ ăn ăn món mình nấu. Món mình nấu làm gì? Này, sao tổ mình nấu lại ngâm ngâm to vậy? Đây, hai đội tập trung lại để phát quà. Mừng cái quà mình đã thành công. Bên đây là đội 1, rất là đông người. Hãy vui lên nào. Chúc bạn. Rồi rồi.
hòa quà rồi. Đây, đi về nhá. Và video đã kết thúc ở đây. Xin gặp lại mọi người trong những video tiếp theo, những video sau nhé.